Ngày 29 tháng 4 tới, sau lễ khánh thành, xe ô tô sẽ được đi vào cao tốc Dầu Giây Phan Thiết, giúp thời gian đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giảm từ 4-5 giờ xuống còn hơn 2 giờ. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, vào sáng ngày 29 tháng 4, dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Giây tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bình Thuận sẽ chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác. Riêng đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết sẽ đưa vào khai thác sau ngày 30 tháng 4. Cụ thể, đối với đoạn cao tốc Phan Thiết Dầu Giây, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất phương án khánh thành diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 4 và đưa vào khai thác chiều cùng ngày. Kế hoạch điều chỉnh sớm hơn một ngày so với trước để người dân sớm lưu thông trước lễ 30 tháng 4 và đáp ứng nhu cầu du lịch tại tỉnh Bình Thuận. Với cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, khi nghi thức khánh thành xong, các phương tiện cũng có thể di chuyển và tham gia giao thông được trên tuyến chính.